Ngày 9 tháng 9, Ngoại trưởng Nhật Bản Yoshimasa Hayashi đã bất ngờ thăm Ukraine và có cuộc hội đàm với Tổng thống Volodymyr Zelensky. Bộ Ngoại giao Nhật Bản cho biết, tại cuộc hội đàm, hai bên đã nhất trí khởi động các cuộc thảo luận về việc đảm bảo an ninh và hợp tác tái thiết nền kinh tế Ukraine. Ngoại trưởng Nhật Bản đã cam kết sẽ hỗ trợ Ukraine tái thiết cả trong lĩnh vực công và tư nhân. Trong chuyến thăm Nga, thì Ngoại trưởng Nhật Bản cũng đã gặp người đồng cấp nước chủ nhà Dmytro Kuleba. Chuyến thăm của Ngoại trưởng Nhật Bản diễn ra sau khi các nước thành viên G7 đồng ý thảo luận về việc đảm bảo an ninh song phương với Ukraine hồi tháng trước. Hồi tháng 3, thì Thủ tướng Nhật Bản cũng đã từng thăm Kiev.